Xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh. Chúc mọi người có một ngày thật vui và nhiều sức khỏe. Thì hôm nay mời các bạn cùng làm cái món bánh cuốn thập cẩm với mình, hay còn gọi là bánh ướt. Và với cách pha bột này thì bánh của mình mềm dai, gia vị thì mình làm khá là đậm đà. Khi ăn thì mình sẽ kết hợp cùng với lại một ít rau sống, nước mắm chua ngọt, ăn không có bị ngán. Thì các bạn có thể làm món bánh này để mình ăn sáng hoặc là ăn vặt cũng đều rất ngon. Và để biết cách làm chi tiết thì mời mọi người hãy cùng theo dõi hết video và cùng vào bếp làm với Phúc nha. Và đây là nguyên liệu mà Phúc sử dụng cho món bánh của mình. Bột gạo thì mình xài đây là 100g, 100g bột năng, 100g thịt xay, nấm mèo thì mình chỉ xài 2 nấm nhỏ thôi nha các bạn. Một củ hành tím các bạn phi cho vàng thơm, 600ml nước lọc, một củ cà rốt và thêm một ít rau sống để ăn kèm. Nguyên liệu này thì Phúc sẽ để chi tiết dưới phần mô tả, các bạn có thể bấm xuống xem. Và để bắt đầu làm thì mình đi pha bột trước, các bạn cho hết 600ml nước lọc vào trong một cái tô lớn. Khi đã cho nước vào xong thì các bạn cho bột gạo và bột năng. Khi đã cho vào xong thì các bạn hòa tan ra. Thì mình xài đây là bột gạo lọc đó các bạn, nên là đôi khi sẽ có những cái con mọt. Mình hòa tan xong rồi mình đem lọc qua rây để cho bột của mình được sạch hơn nha. Tô bột thì Phúc cũng đã lọc sạch rồi các bạn, thì mình để qua bên cho bột nghỉ khoảng 10 phút. Và tiếp theo thì mình sẽ đi cắt cà rốt. Các bạn cắt ra thành những cái lát mỏng như vậy, để một hồi nữa mình xắt nhỏ lại. Mình chỉ xài gần nửa củ thôi chứ không có xài hết nha các bạn. Xài hết thì rất là nhiều. Sau khi mình đã cắt lát xong thì các bạn cắt lại thành những cái sợi chỉ như vậy. Mình cắt hạt lựu lại. Khi đã cắt xong thì mình cho qua bên đĩa. Cà rốt khi đã cắt xong thì tiếp theo mình cắt tới mộc nhĩ nè. Phần mộc nhĩ này các bạn cũng cắt nhỏ tương tự. Nguyên liệu thì mình cũng đã cắt xong rồi các bạn. Thì mình chuẩn bị một cái chảo dầu nóng. Rồi các bạn cho vào một ít đầu hành lá. Sau đó thì mình phi cho thơm lên. Đầu hành thì mình cũng đã phi cho vàng thơm lên hết. Các bạn cho vào đây là 100g thịt xay mình đã chuẩn bị. Cho vào xong thì mình đảo đều. Cho phần thịt này săn lại. Thịt mình cũng đã xào cho săn hết rồi. Các bạn cho vào một chút xíu muối trắng. Một ít đường. Chút xíu bột ngọt. Và cho vào thêm một tí nước mắm để cho cái phần nhân của mình được thơm hơn. Khi đã cho vào xong hết thì mình trộn đều lại. Và mình sẽ cho cà rốt và mộc nhĩ vô. Cho vào xong thì các bạn xào tới khi nào nhân của mình chín hẳn. Thịt và cà rốt thì mình cũng đã xào cho chín hết. Các bạn cho vào một ít hành lá mình cắt nhỏ. Đảo đều và mình tắt bếp đi. Và đợi cho nhân thiệt là nguội lại nha. Chảo nhân thì mình cũng đã để cho nguội hẳn rồi. Thì các bạn cho hết trực tiếp vào trong cái tô bột. Thông thường thì mình tráng bột thì mình sẽ cho nhân riêng. Còn hôm nay thì mình sẽ trộn chung vào luôn nha. Và để tráng bánh thì mình sẽ sử dụng lại cái chảo chống dính nhỏ này. Các bạn trộn đều cái tô bột lên. Rồi múc bột từ từ mình cho vô. Mỗi cái bánh thì mình chỉ cần cho tầm khoảng một vá là được rồi. Khi đã cho vào xong hết thì mình đậy nắp lại. Và cái bánh đầu tiên của mình cũng đã được rồi nè các bạn. Khi bánh chín thì sẽ trông lại như vậy. Các bạn sử dụng một cái sạn. Mình đùa bánh qua. Làm rất là đơn giản luôn á. Mà mình không cần phải cho nhân vào nữa. Như vậy là mình đã xong được một cái bánh rồi. Mình cho ra ngoài đĩa. Rồi mình tráng tới cái tiếp theo.
tráng một cái thì cũng chỉ mất tầm khoảng là 30 giây thôi. Và cái bánh thứ hai thì cũng đã được luôn, các bạn lại lấy ra. Và mình làm tương tự cho tới khi nào mà hết cái tô bột này. Bánh cuốn thập cẩm thì mình cũng đã tráng xong hết đây này các bạn. Cái màu cà rốt ra nhìn rất là đẹp luôn nha. Và bánh của mình lại có cái độ dai nữa. Rồi bây giờ mình sẽ để qua một bên và tiếp tục mình sẽ đi làm nước mắm để mà ăn kèm. Bánh rất là ráo, mình chồng lên nhau như thế này thì không hề bị dính luôn. Chỉ với 200g bột mà mình làm ra được rất là nhiều bánh. Và để pha nước mắm chua ngọt thì các bạn cho vào trong chén là một vá đường, 3 vá nước ấm. Rồi mình cho vào một vá nước cốt chanh, còn các bạn không cho nước cốt chanh thì mình có thể thay thế bằng giấm. Và cho xong hết rồi thì các bạn hòa cho cái phần đường này được tan hết nha. Khi đường đã tan hết thì các bạn cho vào đây là 2 vá rưỡi nước mắm. Còn các bạn muốn đậm đà hơn thì mình cho vào đây là 3 vá nha. Và để cho cái chén nước mắm của mình ngon hơn thì các bạn băm vào một trái ớt và 2 tép tỏi. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái chén nước chấm rồi. Mình chuẩn bị thưởng thức món bánh này nha các bạn. Và để thưởng thức món bánh cuốn này thì mình sẽ dùng kéo mình cắt ra các bạn. Khi lấy lên thì bánh của mình rất là ráo và không có bị dính. Và mình sẽ cắt lại thành những cái miếng nhỏ vừa ăn như vậy. Cuốn như thế này thì mình không có sợ nó rớt cái phần nhân ra ngoài. Bánh cuốn thì mình cũng đã cho hết ra ngoài đĩa. Để ăn kèm thì mình cho vào thêm một ít dưa leo. Salad và rau thơm thì mình cắt nhỏ ra. Cắt rồi thì các bạn rắc lên một ít hành phi để cho bánh của mình thơm hơn nha. Khi ăn thì mình chỉ cần chan nước mắm lên là được. Rồi bây giờ mình sẽ chan nước mắm vào và chuẩn bị thưởng thức nha các bạn. Trộn vào xong thì mình trộn đều lên. Mời mọi người cùng thưởng thức với mình nha. Bánh cuốn khi ăn vào thì bánh của mình rất là dai ngon, gia vị mình nêm cũng đậm đà nè các bạn, kết hợp cùng với lại nước mắm chua ngọt, dưa leo, rau sống ăn không bị ngán nha. Và cách làm thì cũng khá là đơn giản thôi, nhìn trông lại bắt mắt nữa. Và chỉ với 200g bột thì mình làm ở đây được rất là nhiều bánh. Và như vậy là mình cũng đã chia sẻ xong rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.